Chắc các bạn cũng đã biết, cua biển khi mà trở thành màu đỏ, một là nó đã vào nồi, hai nó là con cua ở trong Pokemon. Nhưng còn một cái thứ ba nữa, trong sinh tồn độc lạ Mini World thì cua biển lại là màu đỏ mọi người ạ. Người ta thường nói ngang như cua, tất nhiên trong Mini World thì cua ở trong này cũng đi ngang. Các bạn có thể đội cua lên đầu hoặc là giết nó để lấy thịt cua và các bạn sẽ nhận được một chả cua. Chả cua thì ăn rất là ngon, nhưng mà hãy cẩn thận, ăn nhiều quá sẽ bị tiêu chảy đó. Và có một điều lưu ý, các bạn đừng nên chơi đùa với cua nếu như không muốn bị cua kẹp. Đặc tính của cua là rất thích cua trai, tại vì mình thấy con cua này lúc nào cũng nằm trong con trai.